Xin chào tất cả các bạn và tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình lại cùng với tất cả các bạn đi săn tìm đồ chơi mọi người nhá. Hiện tại bây giờ mình có một quân khủng long ba đầu mọi người này, nó rất là mạnh luôn. Tạm thời nó nằm trên cái rổ rất là to luôn mọi người nhá. Bây giờ đi săn đi tìm đồ chơi mọi người nhá. Ui, cái gì đây? Ui, ui khủng long ơi, mày thấy không, đồ chơi kia. Ta xa đằng kia có đồ chơi kìa. Ui, nhưng mà quên những con khủng long kìa. Ui, sao nó sợ thế mọi người. Trời ơi, sao nhiều khủng long thế này. Trời ơi, ui, này khủng long ba đầu kia. Ôi ôi, người thấy không, ở đường kia có rất là nhiều khủng long kìa. Người có dám chiến đấu với nó không? À, bây giờ ở đường kia có rất là nhiều đồ chơi luôn. À, người có dám chiến đấu không? Hả? À, người dám chiến đấu không? À, đương nhiên là ta dám chiến đấu rồi, để giành lại trò chơi. À, bây giờ đường kia có những con khủng long, người hãy lao chiến đấu để lấy lại những đồ chơi ở kia, quanh ở chỗ kia có những cái đồ chơi gì nhá, được không? Ừ, được luôn, ta sẽ lao vào chiến đấu. Hừ, bây giờ mình sẽ khởi động nguồn cho bạn để bạn chiến đấu với những con khủng long ở đường kia nhá, ok chưa? Bây giờ mình sẽ khởi động nút kích hoạt để cho khủng long này chiến đấu với những con khủng long đang đứng đằng kia mọi người nhá. Ủa, nhìn nó ghê thế mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ kích hoạt mọi người nhá. Đây, kích hoạt các bạn đâu nhỉ? Các bạn gái mất một con cánh rồi mà mình vẫn tu sửa được, chưa sửa được mọi người này. Đấy, kích hoạt bạn rồi đấy. Bạn tấn công đi. Ê, hey, mày đứng từ xa mình xem bạn tấn công nhá. Mọi người ơi, đấy, con nào tấn công đó mọi người. Đấy, sao nó bạn không đi được cây? Trời ơi, quên mình chưa lắp pin cho bạn rồi. Thôi rồi, các bạn cố gắng đánh đi. Bây giờ trận chiến này phải lấy thắng. Yeah, giỏi chứ. Bạn rất là giỏi luôn. Ui, bạn giỏi thế. Bạn đang phun lửa kìa. Wow, trận chiến của khủng long này kinh tởm thế mọi người ơi. Trời ơi, các bạn đã đánh nhau đây. Wow, thích thế. Trời ơi, các bạn đang giao chiến. À, mọi người ơi, những con khủng long kia đã chết rồi mọi người ơi. Thích thế. Yeah, bạn khủng long ơi, bạn khủng long ba đầu ơi, bạn rất là giỏi. Mình chơi chúng mình sẽ lại đi. À, uầy, rất là nhiều đồ chơi luôn mọi người này. Trời ơi, rất là nhiều đồ chơi luôn nhá. Bạn khủng long ơi, đây này. Ý, mà khủng long ba đầu này, mà khủng long biết đây là cái gì không? Đây này, đây là chiếc xe tăng. Ôi, bạn đứng không vững kìa. Đây, cho bạn đứng này đây. Bạn máu chín thế, hôm nay là bạn lại máu chín này. Đó, bạn rất là máu luôn mọi người nhá. Này, chân của bạn này, bạn rất là máu luôn. Ừ, các bạn đứng đó đi. Đây, mọi người này, mình cho bạn nhìn thấy này. Đây là chiếc xe tăng quân sự nhá. À, xe tăng quân sự này rất là đẹp luôn. Thích thế. Đây, đây là chiếc xe máy xúc lật này. Wow, rất tuyệt vời luôn. Bạn khủng long ba đầu hôm nay rất là có công trong việc tìm kiếm đồ chơi này. Đấy, à, xe máy xúc lật này. Đấy, đây là xe chở rác nhá mọi người nhá. Nó tùy nó hơi cũ một chút nhưng mà vẫn dùng chơi tốt mọi người nhá. Vừa rửa sạch là ok ngay. Yeah, rất tuyệt vời luôn. Nghe này, xe này xe gì đây? Xe này là xe, xe này là xe cần cấu mọi người này. Wow, rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đây, bạn khủng long ba đầu đứng đây nhá. Mình sẽ chạy lại mình lấy cái giỏ nhá, cho nó vào. Đây, cái giỏ huyền thoại mình chuyên bổ đồ chơi đây mọi người này. Đây, xe cần cấu này. Xe tăng này. Đấy, mọi người thấy chưa? Cho vào giỏ này. Xe gì đây? Wow, xe máy xúc lật này. Cho vào giỏ này. Xe gì đây? Xe chở rác này. Yeah. Đây, và bác ba khủng long ba đầu này là bạn của mình đây. Mình sẽ tắt bộ kích hoạt cho bạn nhá, để bạn giữ năng lượng để còn gặp tiếp theo đó mọi người nhá. Ok, mình đã tắt tính năng kích hoạt nguồn điện cho khủng long ba đầu rồi. Thôi, bây giờ mình phải về đây. Thôi, xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm sau mình cùng với bạn khủng long này đi săn đồ chơi tiếp mọi người nhá. Xin chào tất cả các bạn.